À, xin chào các đồng chí và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái cấu trúc rất là đơn giản thôi. Đó cấu trúc là be in need of something hoặc là be in need of doing something, diễn tả là cần một thứ gì, cần một cái gì nhưng mà đang ở trong tình trạng hơi là bad situation. Và mình biết là có người sẽ hỏi mình là thế cái be in need of something và be in need of doing something này khác gì cái động từ need? Thực ra thì động từ need là cần, be in need of something tiếng Việt cũng là cần, và thực tế hai cái này có thể hoán đổi cho nhau. Không dùng need thì dùng là be in need of something hoặc doing something đều không vấn đề gì cả, nhưng mà khác nhau ở đây là một chút về cái nghĩa, về cái sự nhấn mạnh đúng hơn. Chẳng hạn là I need money, she needs food, thì cái đó là sự cần thôi, nó rất chung chung và rất trung tính. Nhưng mà be in need of something hoặc là be in need of doing something, nó nhấn mạnh vào việc này này, cái chủ ngữ của câu gồm là người, vật hoặc sự việc đó đang cần thiết một thứ bởi vì bản thân họ đang ở trong tình trạng khá là xấu, bad situation. Kiểu như thế này, or this project is in need of funding because we are running out of money. Tức là cái dự án này cần phải được gây quỹ bởi vì chúng ta đang hết tiền. Rõ ràng tình trạng thế này, tình trạng là dự án chạy thì cần phải có tiền, mà không có tiền thì dự án sẽ bị ngừng và đổ bể, thế là xong. Thế là rõ ràng là đây là một tình huống nó xấu rồi. Chúng ta muốn nhấn mạnh vào việc là à, việc này xấu lắm rồi đấy nhá, cần tiền đấy, phải gây quỹ ngay và luôn. Hoặc là we are setting up the campaign to help the people who are in need of food. Chúng tôi đang lên kế hoạch để mà giúp đỡ những người cần thực phẩm. Thì are in need of food ở đây nhấn mạnh một điều là họ không chỉ cần thực phẩm chung chung đâu, tức là cái mức độ họ cần là cái này rồi, bởi vì hiện nay họ đang thiếu, họ không có, và không có thực phẩm thì đói, thì mệt, thì ốm, thế là không ổn rồi đúng không? Và xem nào, câu hỏi thứ hai, đảm bảo sẽ người hỏi mình là thế giờ tôi biết need rồi, tôi dùng nó được rồi, thì tôi cần biết cái này không? Tôi không cần biết sao đâu. Cũng đúng, thực ra thì vì hai cái này nó có thể thay đổi qua lại với nhau, nên là bạn nếu biết need rồi không biết cái này thì cũng không vấn đề gì cả. Khi nói bạn vẫn thể đẩy ra được lời của mình là tôi cần cái này, tôi cần cái kia. Nhưng ví dụ này, tất nhiên là các bạn nhìn ví dụ này, nhìn khoảng tầm 3 giây các bạn đã biết về cái cụm là be in need of something với phải là be in need of verbing rồi, thì bạn chọn ngay đáp án là cái từ này. Tuy nhiên hãy nghĩ xem, nếu bạn chưa từng đọc qua be in need of something, chưa đọc qua be in need of doing something, thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ phải ngồi xem nào, cái từ này đúng, tức là không phải nó, loại này. Từ kia đúng, không phải nó, loại này. Loại, sau vài lần loại thì bạn nhận ra à, chắc là từ này. Chắc là từ này, tức là có thể đúng, có thể sai, và bạn khoanh vào. Vấn đề là thế này, khi bạn biết một cấu trúc rồi, bạn chỉ mất độ khoảng tầm 2-3 giây làm nó, vừa đảm bảo đúng, chính xác 100%, vừa đảm bảo thời gian nó ít. Nhưng nếu bạn không biết, bạn sẽ phải mất thời gian. Và mà chắc chắn câu trả lời của bạn đã đúng, nó có thể đúng, có thể sai mà. Vừa mất thời gian, vừa không rõ ràng, và mất 2 giây, 3 giây, và chắc chắn thì chọn cái nào. Quan trọng đây là chúng ta biết càng nhiều cấu trúc chúng ta biết, càng nhiều từ vựng chúng ta biết, thì cái khả năng làm bài chúng ta càng tốt, và thời gian làm bài chúng ta càng nhanh. Chúng ta đi thi thì, nói thực, đi thi là để so cái khả năng của chúng ta với người khác. Nếu khả năng chúng ta chỉ như thế thôi, fail, nó là rất là công bằng thôi, chả có gì khó khăn cả. Nên là đấy, nói vậy thôi.